Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và thưa cô chú, anh chị và các bạn, có lẽ những cái khoảng thời gian vừa qua là những cái ngày vui mừng và hạnh phúc của rất nhiều cô chú anh chị yêu chính nghĩa, ủng hộ cho chính nghĩa, ủng hộ cho cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân khi mà tòa án đã bác hết tất cả những cái đơn kháng cáo của Đinh Lan và Hà Ni và bên cạnh đó thì cô Nguyễn Phương Hằng đã được giảm 3 tháng, thầy Đặng Anh Quân được giảm 6 tháng và mỗi trợ lý được giảm 6 tháng, đó chính là cái niềm hạnh phúc không thể nào tả xiết của tất cả cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho cô nguyễn phương hằng ủng hộ cho cái hành trình lên tiếng về những điều tốt đẹp cho xã hội trong suốt hơn mấy năm qua và thưa cô chú anh chị và các bạn hòa chung cái niềm hạnh phúc đó thì ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đến với ngòi bút chính nghĩa số 10 của chú Lê Trân Tú tại Đà Nẵng. Và chắc chắn rồi không có một lúc nào mà lại phù hợp hơn là lúc này để chia sẻ những cái ngòi bút chính nghĩa, những cái tâm tình của cô chú anh chị và các bạn, những người mà đã luôn luôn sát cánh, đứng cạnh nhau, sát vai nhau, nắm tay nhau để cùng đi qua hết tất cả những cái đoạn đường này cùng trải qua niềm vui, nỗi buồn và cả những cái phút giây chiến thắng nữa. Và mời cô chú anh chị và các bạn đến với ngòi bút chính nghĩa số 10 của chú Lê Trân Tú với hai bài thơ Tâm sự với Thầy Quân và Nữ Hoàng Thời Đại. Và bài thứ nhất Tâm sự với Thầy Quân Tôi với anh chẳng bao giờ gặp gỡ, chẳng thân quen sao mãi nhớ tên hoài. Mới năm nào mùa Covid chưa phai, dân cả nước cấm ra ngoài gây bệnh. Thời gian ấy chấp hành nghiêm sắc lệnh, mãi loay hoay đâu dám bước khỏi nhà, mở tivi loáng thoáng chuyện drama, rồi say đắm tự lúc nào chả biết. Ghét tên bợm lang y lửa câm điếc, 14 năm mãi miết bám theo tiền, với chiêu trò từ thiện bẩn triền miên, gieo tội ác đảo điên nghề sâu bít. Tôi mến anh dù chẳng hề quen biết Cảm phục anh bởi khí tiết làm người Lũ côn trùng bơn trải sống khắp nơi Anh phản biện để mong đời sáng sủa Mai ra tòa chung quanh hầm hập lửa Vẫn bình tâm chan chứa ngẩng cao đầu Như từng trên bục giảng có gì đâu Đã tranh đấu thì tránh đâu anh nhỉ Mùng 3 tháng 4 năm 2024 Chú Lê Trân Tú tại Đà Nẵng và thưa cô chú anh chị và các bạn, ắt hẳn rằng tất cả cô chú anh chị và các bạn khi nhìn thấy hình ảnh của thầy Đặng Anh Quân tại phiên tòa phúc thẩm thì ai cũng cảm thấy xót xa, xót thương cho người thầy này. Đúng là một cái hình ảnh của thầy Đặng Anh Quân dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn và bờ vai đã rất là gầy rồi cô chú anh chị ạ. À. Chắc hẳn thầy Đặng Anh Quân đã trải qua những cái ngày tháng rất là vất vả ở trong đó. Và có lẽ đến cái thời điểm này thì chúng ta rất là mong và đếm từng ngày từng ngày để mà mong thầy Đặng Anh Quân trở về. Và khi mà thầy Đặng Anh Quân được giảm 6 tháng thì cũng chỉ tầm khoảng độ hơn 10 tháng nữa thôi là thầy Đặng Anh Quân sẽ về thôi. Và tiếp theo mời cô chú anh chị và các bạn đến với bài thơ Nữ hoàng thời đại. Đây là bài thơ rất là mới được viết ngay trong cái phiên tòa phúc thẩm vừa rồi về cô Nguyễn Phương Hằng. Bài thơ Nữ hoàng thời đại em đùa nghịch đá lông nheo nụ cười tỏa nắng cuốn theo mây trời dịu dàng chiếc áo tinh khôi ngỡ nàng tiên nữ dạo chơi phiên tòa hai năm gánh nạn can qua ước mong hạ giới tránh xa bụi trần trước tòa xin chút đặc ân một ngày giảm án để chân lý còn đấu tranh một dạ sắc son chẳng màng danh lợi chỉ mong công bằng quê hương bao nỗi thăng trầm tham quan đục khoét hại dân tràn đầy lũ hèn sa đọa kết bày hám tiền vô cảm đêm ngày diễn ra chúng làm khốn khổ dân ta bao giờ lôi hết bọn ma quỷ này phiên tòa triệu tập hôm nay thân mang tủ tội chẳng hay vô tình tòa quy xâm phạm quá trình luật an ninh mạng tự mình gánh thôi dẫu sao tòa cũng hiểu rồi giảm ba tháng bởi giúp đời lập công hẹn nhau đến cuối năm rồng Đại Nam mở hội người đông bạt ngàn hân hoan mừng đón nữ hoàng về trong nước mắt dâng tràn niềm vui Lê Trân tú Đà Nẵng bài thơ chú Lê Trân tú đọc mà cháu phúc tài chính phải sởn ra gà luôn cô chú anh chị ạ nghĩ đến cái cảnh mà Đại Nam sẽ đón cô Nguyễn Phương Hằng trở về và cũng chỉ tầm khoảng độ hơn 8 tháng nữa thôi cô chú anh chị ạ. À. Chắc hẳn đó là một cái ngày hội. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn có thể chứng kiến cái phút giây mà cô Nguyễn Phương Hằng ra về vào cái phiên tòa phúc thẩm hôm qua, rất đông người, rất nhiều cô chú anh chị fan chính nghĩa đứng đó và hò reo Nguyễn Phương Hằng mãi đỉnh, Nguyễn Phương Hằng mãi đỉnh và ở trong cái ô tô thì cô nguyễn phương hằng cũng đã vẫy tay thả tim và nở những cái nụ cười rất tươi để mà đón chào những cái tình cảm từ cô chú anh chị có lẽ là trên cái hành trình chính nghĩa này chúng ta đã có được những cái giây phút có được những cái cảm xúc mà không thể nào mà có được ở những cái nơi khác và thưa cô chú anh chị và các bạn, cái hành trình chính nghĩa này vất vả đấy, gian nan đấy, đấu tranh thì tránh đâu đấy. Nhưng mà thực sự đã cho chúng ta những cái trải nghiệm, những cái hành trình khó có thể nào quên được. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đó chính là ngòi bút chính nghĩa của chú Lê Trân Tú. Nếu như cô chú anh chị và các bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ video này. Để video này trở thành video có nhiều lượt xem, để bài thơ này có thể lọt vào top những bài thơ được nhận những phần quà từ chương trình ngòi bút chính nghĩa nha. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đến với chương trình Ngòi bút chính nghĩa không chỉ là cái món quà về tinh thần mà còn cả những món quà kỷ niệm mà kênh Phúc Tài chính đã trích những cái phần lợi nhuận từ công việc bán hàng để tạo ra những cái phần quà này. Mời cô chú anh chị và các bạn hãy xem đó là phần quà nào nha. Đến với chương trình Ngòi bút chính nghĩa, tiếng nói chính nghĩa, trong đó sẽ có một giải nhất trị giá 3 triệu 885.000 đồng ở đó sẽ có một nồi cơm điện áp suất điện tử cúc cu 3 triệu150.000 đồng một hộp táo đỏ Hàn Quốc hàng loại 1 165.000 đồng hai gói kẹo lạc mềm 190.000 đồng hai gói kẹo bí ngô 190.000 đồng một hộp bánh mochi 95.000 đồng một hộp bánh mochi nhân kem chuối 95.000 đồng một giải nhì trị giá 1 triệu 785.000 đồng, trong đó có nồi lẩu đa năng Hasto Hàn Quốc 5 lít với 6 chức năng tiện dụng 1 triệu 050.000 đồng, một hộp táo đỏ Hàn Quốc loại 1 165.000 đồng, hai gói kẹo lạc mềm 190.000 đồng, hai gói kẹo bí ngô 190.000 đồng, một hộp bánh mochi chocopai 95.000 đồng, một hộp bánh mochi nhân kem chuối 95.000 đồng. 3 giải 3 ba, trị giá 835.000 đồng Trong đó có một hộp táo đỏ hàng loại 1 165.000 đồng 2 gói kẹo lạc 190.000 đồng 2 gói kẹo bí ngô 190.000 đồng một hộp bánh mochi truyền thống 95.000 đồng một hộp bánh mochi kem chuối 95.000 đồng một hộp trà kombucha vị trái cây 100.000 đồng 5 giải khuyến khích trị giá 355.000 đồng, một hộp táo đỏ hàng loại 1 165.000 đồng, một gói kẹo lạc 95.000 đồng, một gói kẹo bí ngô 95.000 đồng và 30 phần quà tổng trị giá 2.850.000 đồng để trao đến tất cả cô chú anh chị và các bạn gửi những bài thơ, những bài viết đến chương trình ngòi bút chính nghĩa. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, nếu như cô chú anh chị và các bạn có những cái bài thơ, có những bài phân tích hoặc là biết ai có những cái bài thơ, bài phân tích về drama thì có thể gửi tới cho Phúc Tài Chính qua Zalo 0374590012 để tham gia chương trình ngòi bút chính nghĩa nha. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Cô chú anh chị và các bạn có thể mua hàng để ủng hộ cho Phúc và ủng hộ chương trình ngòi bút chính nghĩa nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo Đúng Cô chú anh chị và các bạn đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhé cô chú anh chị nhé Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể ngày hôm nay thì phúc tài chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000 Mua hai tặng một cô chú anh chị nhé Mua cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha Còn Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong và mỗi một chai này thì sẽ là 120 ml cô chú anh chị nhé À, nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng uh, rất là cao giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có cổ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345 000 nghìn cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 nghìn và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với phúc qua số điện thoại 0374 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Anh chị đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này mệt mỏi căng thẳng nhức đầu Giúp tỉnh táo tinh thần Nâng cao cái hệ thống miễn dịch này phòng ngừa tiểu đường đẹp da chống oxy hóa Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml 70ml Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC Sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích. Là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu facebook tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi, như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. À. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70ml. Giúp tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe cơ thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi và công dụng của nước hồng sâm chén hàn quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng hồi phục cơ thể suy nhược kém ăn rụng tóc khó tiêu hỗ trợ thải độc cơ thể rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành tăng cường sức đề kháng này hỗ trợ tăng cường trí nhớ khả năng tập trung đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm và những cái sản phẩm sâm như thế này thì phúc tài chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của phúc tài chính uống nên là phúc tài chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé Tiếp theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc hộp 10 chai cô chú anh chị nhé Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai mỗi chai 100ml như thế này và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người già người lao động nặng nhọc và stress cao công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát tăng sức đề kháng phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi giảm mỡ máu cải thiện tình trạng thiếu ngủ hạn chế lão hóa tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm samsung hàn quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng và đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145 000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45 000 Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính viết tay cô chú anh chị và các bạn nhé Theo là Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn Đó chính là hộp nước hồng sâm sang A nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và loại nước hồng sâm sang A nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này Đã được chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi cùng với một số thảo dược quý hiếm Sản phẩm được đặc biệt dùng cho người cao tuổi hay mệt mỏi Người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược căng thẳng Ngoài ra là sản phẩm còn giúp ngăn ngừa được rất nhiều những bệnh tật về tuổi già và một hộp như thế này thì Phúc Tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị cùng xem nhé. Bên trong sẽ có 3 hộp nhỏ như thế này và mỗi một hộp này sẽ chứa 10 gói và một gói sẽ như thế này và chứa rất nhiều những thành phần quý hiếm. Đầu tiên đó chính là nhân sâm 6 năm tuổi này, vitamin B1, B6, B2 và vitamin C. hộp nước hồng sâm sang A nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn bồi bổ cơ thể một cách toàn diện, bổ thần kinh, giảm stress tăng cường sức đề kháng, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, tăng cường chức năng của gan thận để thải độc tố, chống lão hóa, nó sẽ giúp làn da của chúng ta trở nên mịn màng hơn, đặc biệt là với cô chú đã lớn tuổi rồi thì hộp nước hồng sâm sang a này sẽ giúp cô chú phòng được những cái bệnh về tuổi già như là tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, ung thư. Và có rất nhiều công dụng trong cái hộp nước hồng sâm sang A này Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là mua một hộp nước hồng sâm sang A với giá là 475.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm với giá là 45.000 Và để nhận được điều này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 Gọi ngay cô chú anh chị và các bạn nhé và tất nhiên rồi, với những đơn hàng nào mà trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh rán và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng Cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng cực kỳ là sang Và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240 g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480 g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc sâm 6 năm tuổi hộp 240 g với giá là 625 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 hai nha và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc không chỉ mang tới hương vị thơm ngon dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho phúc tài chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ xâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này cực kỳ là chất lượng tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé đấy như thế này và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi và tổng cộng sẽ là 300g là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm cổ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng. Mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này hỗ trợ suy ngược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt được sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Với một hộp là 300 gram và với 10 củ lớn thì với giá là 1 triệu 550 nghìn đồng và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn như thế này, thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho phúc đến số điện thoại 0374590012 để phúc tài chính gửi cây điêu hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nha. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn Viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh điều hòa trạng thái huyết áp tim mạch hạn chế tiểu đêm cho người già giải độc gan và thận tốt cho hệ tiêu hóa phòng ngừa các khối u hỗ trợ cho người bị tiền đình thiếu máu kém ăn mất ngủ hạn chế rụng tóc lão hóa đem lại làn da mềm mịn căng tràn cho người sử dụng và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe Đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ Thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là Nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe hỗ trợ phòng ngừa ung thư tăng cường trí nhớ bổ máu mát gan bổ thận giảm cholesterol này phòng ngừa tiểu đường này bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này hay là những ngày mà di chuyển đường dài làm việc vất vả tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái điều rất là hời này cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 012 Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây thì bên Phúc Tài Chí còn có rất nhiều những cái sản phẩm về sâm nữa. Và trong cái dòng sâm tẩm mật ong này thì còn có một cái loại sâm củ tẩm mật ong cao cấp hộp 8 củ lớn 300 g với giá là 850 000 Và cô chú anh chị và các bạn cũng sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 và cái hộp hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong 6 năm tuổi này với 8 củ lớn 300 g thì nó rất là to và rất là xịn để cô chú anh chị và các bạn có thể mang trở thành một món quà biếu cực kỳ sang trọng lịch sự và có ích cho sức khỏe của người được tặng. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn muốn mua sản phẩm này và nhận được một cái deal rất là hời 850.000 và tặng ngay một gói kẹo sâm Thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 012, cô chú anh chị nhé Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những điều ý nghĩa nhất trong drama này Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580 g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580 g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 gram với giá là 250.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây. Rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ Và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70 gram Gồm 40 gram hoàng kỳ, 15 gram táo khô Hàn Quốc, 15 gram ngũ da gai Hàn Quốc 10 g cắt căn Hàn Quốc, 5 g đường quy Hàn Quốc và vào những ngày xe xe lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi, khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này, chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho ba con gà cô chú anh chị và các bạn nhé, hoặc là tương đương với ba lần nấu thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, khi mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 000 Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 một để nhận được một cái điều hời này nha và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Chào mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm một cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây nấm linh chi có tác dụng rất tốt kháng độc tố làm cân bằng huyết áp tác dụng nâng cao chức năng gan giải độc mát gan bổ khí làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức giảm mất ngủ chống dị ứng và ung thư tăng cường khả năng của thận làm cho da rẻ hồng hào điều hòa kinh nguyệt giúp cơ thể luôn tươi trẻ và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh ngày uống 3 lần trước bữa ăn Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng cây bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Khi cô chú anh chị và các bạn mua 1kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc Với giá là 850.000 đồng tặng ngay một gói kẹo sâm Thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 cô chú anh chị nhé Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn Cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Đây là có 4 loại hộp táo đỏ Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị Đây là một loại hộp này Đây là một loại hộp nữa Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc Cô chú anh chị nhé Và có tất cả là bốn loại táo đỏ như này Đấy bốn loại táo đỏ Đây, Táo đỏ này nữa Đấy bốn loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau Và cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc Thì có tính giữ nhiệt này dầu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này bổ não phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Các tài chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này hoặc là để ăn liền hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi được kiểm tra kỹ lưỡng và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé. Đây một cân táo đỏ như thế này và có tất cả là bốn loại cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn chúng ta có thể là uh, vừa ăn thưởng thức bổ bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi uh, biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165 000 nghìn và sẽ được tặng một kẹo sâm của chú anh chị nhé tặng một kẹo sâm 45 000 nghìn đây là một cái điều rất là hời trong ngày hôm nay cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với phúc tài chính nhá bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá của chú anh chị nhé hai hộp táo đỏ này thì đều cũng có giá là 165 000 nghìn tặng một kẹo sâm 45 000 nghìn có một hộp táo đỏ thì sẽ là một cân của chú anh chị nhé đây hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000 tặng một kẹo sâm 45.000 thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được uh, tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được uh, tặng một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái điều hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Chú anh chị và các bạn đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. À, khi mở ra thì một cái hộp gỗ ăn cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm, thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo mật ong, ngoài ra còn có dễ xài hồ, bồ hoàng phục linh xạ hương xuyên khung, công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên này ấy, thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp ăn cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời đó chính là khi mua một hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng. Đó chính là sẽ được tặng một uh, tuyết dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000. Và sẽ được uh, tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi Thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng Thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên, sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng. Và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già, ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro uống hai thì mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối thì ngày hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc thì cái giá sẽ là 195 trăm chín và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45 mươi Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái điều hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hoa cúc đường phèn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là một loại trà đặc biệt bổ dưỡng này thơm ngon, kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn 100% hữu cơ thiên nhiên của chú anh chị nhé Và cái trà này sẽ giúp thanh mát này, mát gan, giải nhiệt và tốt cho hệ tim mạch hỗ trợ điều trị mất ngủ nữa thì cô chú anh chị nào đang muốn cải thiện giấc ngủ này muốn mát gan tốt cho hệ tim mạch thì có thể đặt mua cái trà hoa cúc đường phèn này và đặc biệt cô chú anh chị có thể pha cái trà hoa cúc đường phèn này vào buổi tối trước khi đi ngủ Trà hoa cúc đường phèn này được rất nhiều người ưa chuộng Một hộp này sẽ là một cân cô chú anh chị nhé hộp trà hoa cúc đường phèn này được thiết kế rất là sang trọng Có thể làm quà biếu, quà tặng cực kỳ là sang trọng Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một trà hoa cúc đường phèn trị giá 175 nghìn Thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được đặt hàng sớm nhất và nhận cái điều khuyến mãi này sớm nhất cô chú anh chị và các bạn nhé đặc biệt là với đơn hàng trên một triệu đồng thì phúc tài chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ chính giới thiệu được cô chú anh chị và các bạn cà phê maxim nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc với một hộp này sẽ là 100 gói cô chú anh chị và các bạn nhé. Và loại cà phê này có hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Đây là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Hương vị cà phê sữa thơm ngon kết hợp với nguyên liệu được tuyển chọn từ những hạt cà phê tinh túy nhất và thành phần sẽ gồm cà phê hòa tan đường trắng sữa tách béo và không có chất hóa học cũng như là chất bảo quản ở trong đây và với hộp cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bảo quản ở nơi thoáng mát với nhiệt độ thường và một hộp cà phê Maxim này sẽ là một cân 2 và bên trong sẽ có tất cả là 100 gói cà phê như thế này rất tiện dụng để sử dụng và chắc hẳn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích uống cà phê Mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta có một ly cà phê thì tinh thần rất là sảng khoái Đặc biệt là có một cái sự tập trung cao chào mới ngày bắt đầu Hay là những cái buổi chiều làm việc nếu như chúng ta mà chưa tỉnh táo sau cái cơn buồn ngủ buổi trưa Thì có thể sử dụng cà phê này để giúp chúng ta tỉnh táo hơn Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp cà xi si Maxim Hàn Quốc Nhập khẩu chính hãng với giá là 450.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012. Và Phúc Tài Chính đang đợi cô chú anh chị và các bạn gọi nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama để ghi lại dấu ấn trong drama này. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô organic 454g và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này, đẳng sâm để làm các món hầm tần. Chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh, giúp thanh nhiệt, giảm sốt, giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt. Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị điều trị những cái chứng như là chóng này mắt hoa này nhìn mờ đau lưng mỏi gối và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà uống lạnh nấu ăn và làm thuốc và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái điều rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454 g với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 nhé. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Có lẽ là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích cái cuốn này. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc và một gói này sẽ là 0,5kg cô chú anh chị nhé. Và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng, chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần, đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột muốn ức chế tế bào ung thư ngăn ngừa lão hóa ngăn ngừa lão hóa da giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm hàn quốc này và ở bên hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể và khi sử dụng trà hoa sâm thì người hàn quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy, thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia. Hoặc là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên, có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này Thì sẽ có giá là 330.000 Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000 Và để nhận được cái điều hời này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 nha và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Phúc Tài chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ. Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói, mỗi gói là 30ml và ở đây đều có tem mát dãn nhãn đầy đủ như thế này và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch sơ vữa động mạch và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950 000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và có một cái điều rất là hời đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1 triệu 050 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói và mỗi gói là 30 ml và ngày hôm nay phúc tài chính cũng có một cái deal rất là hời đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói 30 mil 950 nghìn và được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng Nguyên con hộp 45 gram loại to với một cái điều rất là hời đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2 triệu 850 nghìn Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn cô chú anh chị và các bạn nhé Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn Và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374 để nhận được cái điều hời này nha và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp, này tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290 000 đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp an cung bổ não, hộp giấy Samsung nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với 60 viên cô chú anh chị nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ lấy ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem cái sản phẩm này. Và đây chính là an cung bổ não Samsung hộp giấy 60 viên Và khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy một tờ giấy ghi là Samsung Đây là sản phẩm của thương hiệu Samsung nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé Và bên trong là sẽ có 60 viên như thế này và một viên sẽ như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé Có lẽ là sản phẩm này rất là quen thuộc với các cô chú anh chị và các bạn đã có tuổi rồi Thì viên bổ não chống đột quỵ là hàng nội địa của tập đoàn Samsung Được nhập khẩu chính hãng trực tiếp từ Hàn Quốc và được rất nhiều người tin tưởng và sử dụng Thành phần sẽ gồm các dược liệu quý này Ngư hoàng, cổ hoài sơn, cam thảo, hồng sâm, bồ hoàng, đậu nành, vỏ quế, xạ hương Với công dụng là điều trị cho những người bị rối loạn tiền đình Đau đầu, thiếu máu lên não và tác động mạch vành ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, xuất huyết não, hồi phục hệ thần kinh chức năng cho bệnh nhân mới và bị tai biến, chữa các bệnh như xuất huyết não này, liệt toàn thân, tay chân cơ mặt, đặc biệt là rất tốt cho những người bị suy nhược thần kinh do áp lực công việc căng thẳng, lao động từ trí óc với cường độ cao. Và hộp an cung hộp giấy Samsung Hàn Quốc 60 viên này sẽ phù hợp cho những người lớn tuổi và những trẻ em trên 15 tuổi và sản phẩm này có lẽ là rất là quen thuộc và được rất nhiều cô chú anh chị tin dùng không chỉ ở việt nam mà cả ở hàn quốc nữa ngày hôm nay thì Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một hộp ăn cung bổ não Samsung 60 viên với giá là 950 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn và đây chính là cái giá ưu đãi mà bên công ty Phúc Tài chính đang có những cái chương trình khuyến mãi. Cô chú anh chị và các bạn muốn nhận cái điều này thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374 hai và không chỉ vậy với những cái đơn trên 1 triệu đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn sách drama truyền kỳ cô chú anh chị và các bạn nhé và Phúc Tài chính rất hân hạnh khi được mang tới cô chú anh chị và các bạn những sản phẩm tốt chất lượng với giá cả phải chăng nhất. Và cô chú anh chị và các bạn đừng chần chờ gì nữa, hãy gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để đặt hàng nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1 kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1 kg với giá là 205.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama là bột ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói. Đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu lành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này. Và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ quấy với nước ấm hoặc là nước lạnh Hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315 000 Thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28 000 của chú anh chị nhé Một cái điều rất là hời cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc Hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590012. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp. Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc làng, chị xài thấy tốt em ạ. À. Em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ. À. Và tiếp theo là feedback từ đơn An cung. Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi Bán đắt hàng nhé À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi Thấy được đấy em Dạ em cảm ơn chị nhé Em ơi mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé Giờ nào cũng được Tại tòa A3 Vinhome Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi Cảm ơn nhiều Dạ cháu cảm ơn cô nhé Chị nhận được kẹo rồi Kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm Cô Hồng Hải nói rằng là Cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất khi một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú